Hello, xin chào mọi người. Nay em lại mới về con máy Ryobi. Máy này mặt cuốn là 25. Từ để em lấy thước ra đo cho nó chuẩn. Đây. Mặt cuốn mặt thẩm là 25 này. Rồi, chiều dài này. 1m745, coi như là 1m75 này. Chiều rộng của bàn này 46. Đó. Máy này xì zin đét. Chiều rộng của bàn cưa này 50. Chiều dài là 7m18. Đồ zin đét từ A đến Z nhé. Không sửa chữa hỏng hóc một cái gì cả. Mới đen luôn. Motor nó cưa là 2,2 kg. Còn motor cuốn là 3,7 kg. Motor to. 3,7 kg. Đấy, máy motor mới đen luôn. À, con này có chế độ là giữ lưỡi, à giữ bàn là đây, sẽ giới thiệu luôn. Ví dụ cần dao thì mình cho mình sát đây, mình bắt con vít, bắt phẳng đây, là cân giả dao cẩn, có 3 lỗ bên đây nữa, đấy là dao thẳng nhau, hoặc là mình lấy cái thước mình đặt phẳng này, bằng cái lưỡi là được, đấy, thế rồi, lưỡi thì còn nhiều nhá, đấy, còn rất nhiều, chưa hở cái đầu lỗ này, rồi, ok, cái này thì khóa để cho nó khỏi lúc nào thay dao, khỏi di chuyển, đấy. Lưỡi này lưỡi zin của máy luôn này. Lưỡi zin theo máy luôn. Để xem nứt sứt. Mẹ một răng. 2 răng. Mẹ mất 2 răng. 3 răng, nói chung là mẹ mất 3 răng. Lưỡi zin luôn. Đây là phanh nhỉ. Thông số của rồi. Đầy đủ tem mác rồi. Thông số lên xuống bản này. Ok, thế là ok rồi nhá. Còn đây chạy 2 tốc độ. Nhanh chậm này. Hộp số 2 tốc nhanh chậm đấy. Đang chế độ nhanh cho chế độ chậm. Con này điện dẫn điện zin 3 pha 200 nhé. Em đang chạy bên tần thử này. Rồi. Cưa này. Đó. Êm ren luôn. Em chạy thử thôi. Tắt bỏ này. Đó. Bỏ. Chỉnh bên cuốn này. Đó. Êm chưa? Siêu êm luôn. Thank you.
chuẩn bị rồi. Anh nhanh nhỉ, ra đây anh nhanh nhỉ. Rất là mịn. Ok, xin chào. Các nào cần liên hệ em 0973 766 225. Em ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Chào các bác, em ship toàn quốc nhé.